Cô chào các em, cô rất vui được gặp lại các em. Ở video này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập trong sách giáo khoa trang 33. Các em cùng vào giải bài tập với cô nha. Thì đầu tiên là bài số 1. Trước khi giải bài số 1, cô sẽ ôn lại cho em thế nào là số nguyên tố và hợp số. Thì số nguyên tố là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó các em ạ. Cô ví dụ như là số 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, vân vân, nhiều cái mà. Thì số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Còn hợp số là gì? Hợp số là số có nhiều hơn hai ước, nghĩa là nó có từ 3 ước trở lên các em. Số 0 và số 1, 0 là số nguyên tố và cũng 0 là hợp số, các em lưu ý nha. Rồi, các em cùng giải bài số 1 với cô. Mỗi số sau là số nguyên tố hay hợp số, giải thích. Ở đây em có 4 câu là 4 số. Giờ để biết được nó là số nguyên tố hay hợp số thì em kiểm tra số ước của nó. Đầu tiên 213. Thì chắc chắn là nó sẽ có hai ước là 1 và chính nó rồi đó. Bây giờ chỉ cần em tìm được là nó có một ước thứ ba nữa. Nó chia hết trong số thứ ba nữa thì nó là hợp số. Rồi, em để ý con số 213 nha. Em cộng tổng các chữ số lại với nhau. 2 cộng 1 cộng 3 là bằng 6. Thì ở bài trước em đã học dấu hiệu chia hết cho 3. Tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. Thì ở đây mình có 213 chia hết cho 3 này. Thì 213 là hợp số các em, đúng không? Thì nó ngoài ước là 1 là 213 thì nó còn ước là 3, nó có nhiều hơn hai ước thì nó là hợp số. Rồi, vậy em viết ra 213 là hợp số. Rồi, em giải thích vì sao? Vì 213 có nhiều hơn hai ước. Hoặc em có thể viết là vì 213 có ít nhất 3 ước. Ví dụ cô có thể ví dụ một vài ước của 213. Đầu tiên là 1, 213. Rồi, giờ tiếp theo cô thể cô viết ra là 3. 3 cũng là ước của 213. Tới đây cũng được các em. Chỉ cần em viết ra nó nhiều hơn hai ước thì nó là hợp số. Hoặc cô có thể viết thêm số nào nữa. 213 mà chia 3 là được 71. Nên 71 cũng là ước của 213. Vâng vâng. Chỉ cần em viết này là được rồi. Câu B. Câu B cô có số là 245 các em. Rồi, em nhìn vào con số này, em thấy là chữ số tận cùng là số 5 này, cho nên là 245 nó chia hết cho 5. Đúng không? Nghĩa là nó có ước là 5 rồi đó, thì cô có thể suy được nó là hợp số rồi đó. Hợp số. Vì 245 có nhiều hơn hai ước. Hoặc cô có thể viết là có ít nhất 3 ước cũng được. Rồi, cô ví dụ cô viết những ước nào? Thì ngoài 1 và chính nó thì nó còn ước là 5. Rồi em viết như thế này cũng được. 3 ước thì nó là hợp số. Em có thể viết thêm thử 245 mà chia cho 5 thì được bao nhiêu? Là được 49. Cô có thể viết thêm 49 cho em nữa. Vân vân. Câu C. Ở đây em có số là 3737 các em. 3737. Đối với cái số mà nó lặp lại như thế này nha em, 3737 nó sẽ chia hết cho 37 nha các em. Cô ví dụ 2525 thì nó sẽ chia hết cho 25. 1313 thì nó sẽ chia hết cho 13. Rồi. 3737 mà chia hết cho 37 thì nó chắc chắn nó sẽ có nhiều hơn hai ước, cho nên là số này là hợp số. Vì 3737 có nhiều hơn hai ước, hoặc cô có thể viết là có ít nhất 3 ước.
Rồi cô có thể liệt kê một vài ước của nó ra. Đầu tiên là 3.737. Rồi cô có thêm ước là 37. Rồi tới đây cũng được hẹp, các em có thể viết thêm số nữa. 3737 mà chia cho 37 là được 101. Cô có 101 cũng là ước của 3.737. Rồi vân vân. Được chưa? Câu D. Ở đây em có số là 67. Sau 7 thì nó có chia hết số nào nữa không em? Ngoài 1 và 9 nó. Ở đây cô có 67 chỉ chia hết cho 1 và 67 thôi. Cho nên 67 là số nguyên tố. Vì 67 chỉ có hai ước là 1 và 67. Kém sang bài tập số 2. Lớp của bạn Hoàng có 37 học sinh. Trong một lần thi đồng diễn thí dục, các bạn lớp Hoàng muốn xếp thành các hàng có cùng số bạn để được một khối hình chữ nhật có ít nhất là hai hàng. Hỏi các bạn có thực hiện được không? Em hãy giải thích. Nghĩa là hỏi là lớp bạn Hoàng số học sinh là 37 học sinh có thể xếp thành các hàng đều nhau ít nhất là hai hàng. Thì em xem thử là ước của 37 là những số nào. Bài số 2. Đầu tiên là ta có, em tìm ước của 37. Thì em thấy là 37 nó chỉ chia hết cho 1 và 9 nó thôi các em. 37 ngoài ra không chia hết số nào nữa. Thì ước 37 chỉ có 1 và 37, cho nên là 37 chính là số nguyên tố này các em. Thì tới đây em kết luận được là lớp Hoàng không thể xếp thành các hàng có cùng số bạn để được một khối hình chữ nhật có ít nhất hai hàng. Em kết luận ra nha. Ta có ước 37 chỉ có 1 và 37 thôi, nên 37 là số nguyên tố. Kết luận ra vậy, lớp Hoàng không thể xếp thành các hàng đều nhau. Các em viết ra đề hỏi gì thì mình sẽ kết luận đó. Thành các hàng đều nhau để được một khối hình chữ nhật có ít nhất là hai hàng. Rồi, được chưa? Không thể nha các em. Vì 37 chỉ hết cho 1 và 37 thôi, nó là số nguyên tố, cho nên là không thể xếp được thành các hàng đều nhau với ít nhất là hai hàng. Kim sang bài tập số 3. Hãy cho ví dụ về câu A. Hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. Đơn giản thôi các em. Hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. Thì ta có là số 2, số 3. Nó là hai số tự nhiên liên tiếp và là số nguyên tố. Cô có là hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố. Thì cô có ví dụ như là số 2 và số 3. Câu B. Yêu cầu cho ví dụ là ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố các em. Ba số lẻ
thì em có số nào? 3, 5, 7. Nó là ba số lẻ liên tiếp và là số nguyên tố. 3, 5, 7. Số lẻ là số cách nhau hai đơn vị các em. Rồi, thì bài 3 chỉ có hai câu này thôi các em, đơn giản các em ạ. Các em sang bài số 4. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Các em đọc từng từng câu nha. Câu A. Tích, tích có nghĩa là nhân đó các em. Tích của hai số nguyên tố luôn là một số lẻ, đúng không? Câu A. Thì bây giờ em lấy ví dụ ra, mình có số 2 là số nguyên tố. Mình thấy là 2 nhân với bất kỳ số nào nó cũng ra số chẵn các em. Cho nên là cái ý A này là sai. Sai. Rồi, giải thích vì sao? Đề bài không yêu cầu giải thích nhưng mà các em nên giải thích vào nha. Tại sao sai? Vì số 2 là số nguyên tố. Mà hai nhân với bất kỳ số nào cũng ra một số chẵn. Nhân với bất kỳ số nào cũng có kết quả là số chẵn. Mà khẳng định này nó nói là luôn là một số lẻ cho nên là nó sai. Các em có thể giải thích viết thành lời như thế này, hoặc các em có thể giải thích là các em cho ví dụ. Ví dụ như là 2 nhân cho 3 là bằng 6, 6 là một số chẵn. Đó. Chỉ cần có một ví dụ là một số chẵn thì cái khẳng định đó là sai. Các em có thể giải thích là, thứ nhất là giải thích thành lời, thứ hai là có thể giải thích là cách cho ví dụ. Ý A là sai nha các em, sai. Tiếp theo, câu B. Tích của hai số nguyên tố có thể là một số chẵn. Câu B này là đúng nè các em. Từ cái giải thích ở câu A thì em có suy ra được là câu B đúng nè. Có thể thì đúng, nghĩa là nó có thể là chẵn hoặc nó có thể là lẻ. B đúng. B đúng thì vì sao em giải thích ra? Ví dụ 2 x 3 bằng 6. Ví dụ 2 x 3 bằng 6, nó là số chẵn. Câu C. Tích của hai số nguyên tố có thể là một số nguyên tố, đúng không các em? Kim đọc kỹ cái này nha. Tích của hai số nguyên tố có thể là một số nguyên tố là sai nha các em. Tích của hai số nguyên tố thì nó phải ra kết quả là một hợp số. Sai. Vì sao? Vậy em giải thích như thế nào? Vì cô ví dụ như cô có là hai số nguyên tố là A và B đi, cô viết cái dạng tổng quát đi. Cô có hai số nguyên tố là A và B. Thì cô lấy A nhân cho B, tích nghĩa là A nhân B. Cô sẽ có được một kết quả là, cô giả sử là x đi. Thì ở đây ta có đi. Thì ở đây vì x sẽ chia hết cho những số nào các em? X sẽ chia hết cho đầu tiên x sẽ chia hết cho 1 rồi nè. Rồi x cũng chia hết cho x nữa. Nó sẽ chia hết cho 1 và chính nó rồi. Và nó sẽ chia hết cho A, cho từng thừa số trong này, chia hết cho A là chia hết cho B nữa. X cũng chia hết cho B nữa. Cho nên là x là hợp số. Rồi các em hiểu chưa? Cô ví dụ như này, A nhân B mà bằng x thì x phải chia hết ngoài 1 và chính nó thì nó sẽ còn chia hết A, chia hết cho B. Đó, thì em nhìn vào đây là em thấy là nó có nhiều hơn hai ước rồi đó. Cho nên là x phải là hợp số. Mà câu C nó nói là một số nguyên tố thì là sai. X phải là hợp số nha các em. Kết sang bài số 5. Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số chia hết cho các số nguyên tố nào.
Em đọc kỹ đề nha. Đầu tiên thì các em giải quyết cái yêu cầu đầu tiên trước là phân tích ra thừa số nguyên tố. Thì các em đã được học là em có hai cách phân tích, là phân tích theo chiều dọc và theo sơ đồ cây. Thì ở bài này các em đề bài không yêu cầu phân tích theo kiểu nào hết, thì các em làm kiểu nào cũng được hết, kiểu nào cũng ra kết quả cuối cùng như nhau hết. Thì bây giờ cô làm theo phân tích theo cột dọc đi. Câu A mình có số 80 này các em. Rồi giờ đầu tiên cô sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố nha. 80 cô sẽ lần lượt chia nó cho các ước nguyên tố từ nhỏ nhất tới lớn nhất. Thì đầu tiên là 80 là số chẵn ra này, nó sẽ chia hết cho 2 là số nguyên tố nhỏ nhất rồi các em. 80 chia cho 2 là được 40. Cô viết bên đây 40 vẫn tiếp tục chia cho 2 nữa các em. 40 chia 2 là được 20. 20 nó vẫn còn chia hết cho 2 này, cô lại chia cho 2 nữa. 20 chia 2 là được 10. 10 nó vẫn còn chia hết cho 2, cô tiếp tục chia cho 2. Thì 10 chia cho 2 là được 5. Rồi, tại đây thì 5 tiếp theo thì 5 không chết cho 2 rồi, tiếp theo cô lên 3, 5 không chết cho 3. 5 chia hết cho 5. Cô sẽ lấy 5 chia 5. 5 chia 5 được 1. Rồi. Cuối cùng là 1 là đã chia xong rồi các em. Rồi bây giờ các em viết ra thành tích nha, viết gọn lại. 80 bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân cho 5. Rồi. Anh này có phải là 2 mũ 4 không? Bằng 2 mũ 4 nhân cho 5. Rồi xong chưa? Em đã phân tích ra 80 ra tích của các thừa số nguyên tố rồi, 2 là số nguyên tố, 5 là số nguyên tố. Nhưng mà tới đây là chưa xong nha các em. Đề bài còn yêu cầu gì? Cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào. Rồi vậy em viết ra. Thì ở đây 80 nó chia hết cho những số nguyên tố nào? Chia hết cho 2 và chia hết cho 5. Vậy 80 chia hết cho các số nguyên tố là 2 và 5. Rồi, tương tự các em làm câu B nha. Câu B ở đây mình có là số 120. Rồi, cô cũng làm theo cách là cột dọc. 120 là số chẵn, nó chia hết cho 2. Cô lấy 120 chia 2 đầu tiên. 120 chia 2 là được 60. Cô viết ở đây 60 vẫn còn chia hết cho 2 các em. 60 chia 2 được 30. Rồi cô tiếp tục lấy 30 chia cho 2 là được 15. Tới đây 15 không còn chia hết cho 2 nữa. Cô lên 3. 15 chia hết cho 3 các em. Cô chia 3. 15 chia 3 được 5. Rồi 5 thì chia cho 5 bằng 1. Đúng chưa? Giờ cô viết gọn lại thành tích. 120 bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 3 nhân 5. Cô lấy mấy anh bên này cô nhân lại với nhau. Thì ở đây nó có phải là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 không? Đúng chưa? Thì em đã phân tích 120 ra tích các thừa số nguyên tố rồi. Vậy kết luận 120 chia hết cho những số nguyên tố nào? 2, 3, 5. Vậy 120 chia hết cho các số nguyên tố, cô viết tắt nha, chữ nguyên tố, 2, 3 và 5. Đúng chưa? Các em phải hoàn thiện cái yêu cầu của bài toán nha. Tiếp theo là câu C. Ở đây ta có số 225. Rồi, 225 thì không chia hết cho 2. 225 có chia hết cho 3 không? Có chia hết cho 3. Cô sẽ chia cho 3 đầu tiên. 225 chia 3 là được 75. 75 nó vẫn còn chia hết cho 3 này các em. 7 cộng 5 là 12 này, vẫn chia cho 3. Cô tiếp tục chia 3. 75 chia cho 3 là bằng 25.
Rồi 25 thì nó không chia hết cho 3, nó chia hết cho 5. Cô chia cho 5. 25 chia 5 được 5. Rồi 5 chia 5 bằng 1. Được chưa? Cô viết gọn lại thành tích 225 sẽ bằng 3 x 3 x 5 x 5. Rồi em viết gọn sang Lý Thừa. 3 x 3 là 3 mũ 2, 5 x 5 là 5 mũ 2. Đúng chưa? Vậy 225 chia hết cho các số nguyên tố. Các số nguyên tố nào các em? 3 và 5. Rồi. Câu cuối cùng, câu D. 400 chia cho 2 là được 200. Rồi, cô tiếp tục lấy 200 chia cho 2. 200 chia 2 là được 100. Cô tiếp tục chia cho 2 nữa các em. 100 chia 2 là bằng 50. Rồi chia 2, 50 chia 2 25. Tại đây 25 thì không còn chết cho 2 nữa. 25 không chết cho 3, 25 chia hết cho 5 bằng 5. 5 chia cho 5 bằng 1. Rồi cô viết gọn lại nha. 400 nó sẽ bằng 2 x 2 x 2 x 2 nhân cho 5 x 5. Rồi. Thì ở đây cô viết là bằng 2 mũ 4 x 5 mũ 2, đúng chưa? Vậy 400 nó chia hết cho hai số nguyên tố là 2 và 5. Cô có thể viết lời hoặc cô có thể viết như thế này cũng được em. Các em học ký hiệu rồi, các em viết ký hiệu cũng được. Rồi, được chưa? Các em sang bài tập số 6. Phân tích mỗi số sau ra thừa số nguyên tố, rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số. Ở đây ta cũng có 4 câu các em. Thì cái đề bài nó cũng có hai ý. Thứ nhất là các em phân tích ra thừa số nguyên tố trước tiên nè. Bài số 6. Câu A. Đầu tiên ta có số là 30. Rồi, các em phân tích ra thừa số nguyên tố đi. 30 chia cho 2 là được 15. 15 cô chia cho 3 là được 5. 5 chia 5 bằng 1. Thì ở đây cô viết gọn lại là 30 sẽ bằng 2 nhân cho 3 nhân cho 5. Rồi, thì mình đã hoàn thành được cái ý thứ nhất em. Ý thứ hai là hỏi là tìm tập hợp các ước của mỗi số. Thì để tìm tập hợp các ước thì ở bài trước phần lý thuyết thì các em đã được học cách tìm là như thế nào. Tìm ước của một số là em lấy số đó chia cho, lần lượt chia cho từ 1 cho tới chính nó. Thì số nào nó chia hết là ước của nó. Đó là cách theo lý thuyết. Ở đây cô ví dụ nha. Đó là cách theo lý thuyết. Theo lý thuyết mà tìm ước của 30 thì ta lấy 30, em chia lần lượt từ 1 tới 30. Thì số nào 30 chia hết thì số đó là ước của 30. Cách thứ hai là cách làm nhanh. Cô đã hướng dẫn cho các em rồi. Các em lấy 30 chia cho 1 đầu tiên bằng 30. Rồi 30 chia cho 2 là bằng 15. 30 chia cho 3 là bằng 10. 30 chia cho 4 không được. 30 chia cho 5 là bằng 6. Rồi, tiếp theo 30 chia cho 6 thì bằng 5. Tới đây nó trùng nè. 30 chia 5 bằng 6, 30 chia 6 bằng 5, trùng rồi, em bỏ cái dưới đi. Rồi thì ước của 30 sẽ gồm những số nào? 1 2 3 5 6 10 15 30. Rồi em viết ra tập hợp ước của 30 bằng những số này. Thì đây là cách thứ hai các em, là cách tính nhanh. Còn cách thứ ba là gì? Là chính là cái bài đây các em. Là em phân tích ra thừa số nguyên tố như thế này rồi. Rồi bây giờ em tìm ước của 30 nha. Ước của 30. Rồi em liệt kê tập hợp ra. Ước 30 sẽ bằng, mở ngoặc nhọn ra. Đây là cách liệt kê tập hợp. Thì đầu tiên là nó sẽ là có 1 và 9 nó ra nè.
chắc chắn là phải có một và chín nó rồi. Rồi tiếp theo gồm những số nào nữa? Em viết ra từng thừa số trong trong cái tích này là ước của 30 đây. 2 3 rồi 5. Rồi đúng chưa? Còn nữa không? Tiếp theo là em lấy hai số nhân lại với nhau. 2 nhân cho 3 là bằng 6. 2 nhân cho 5 là bằng 10. Rồi bây giờ em lấy tới tiếp theo, 2 mình nhân xong hết rồi, giờ tới 3. 3 nhân cho 5 là bằng 15. Rồi, còn nữa không? Em nhân hết hai số nhân rồi thì em lấy ba số nhân lại với nhau, 2 nhân 3 nhân 5 là bằng 30, em viết 30 rồi, không viết lại nữa. Hết rồi thì đóng ngoặc lại. Em thấy đủ chưa? Theo cái cách mà mẹo tính nhanh hôm bữa của chị á thì em thấy là đúng chưa? Gồm những ước nào? 1 2 3 5 đủ rồi, 30 15 10 6. Đúng rồi. Hoặc các em có thể nhẩm lại thử mình đủ chưa nha. 1 nhân 15 1 nhân 30 là 30, 2 nhân 15 là 30, 3 nhân 10 30, 5 nhân 6 30, đủ. Câu B. Ở đây cô có số là 225. Đầu tiên là cô phân tích ra thừa số nguyên tố. 225 thì nó không chết cho 2 mà nó chết cho 3 này các em. 2 cộng 2 cộng 5 là bằng 9, 9 hết cho 3, cho nên 225 chia hết cho 3 rồi đây. Rồi các em chia thử là 225 chia 3 được bao nhiêu? Được 75. 75 cô tiếp tục chia cho 3 là được 25. 25 thì chia cho 5 bằng 5, 5 chia 5 bằng 1. Rồi thế đây xong rồi. Cô sẽ viết lại thành tích. 225 là bằng 3 nhân cho 3 nhân 5 nhân 5. Ở đây cô viết sang lũy thừa được không? 3 nhân 3 là 3 mũ 2, 5 mũ 2. Đúng chưa? Rồi cô đã phân tích xong số 225 ra tích của thừa số nguyên tố rồi. Tiếp theo cô tìm ước, tập hợp ước của 225. Các em liệt kê ra ước 225 bằng thế nào? Rồi thì đầu tiên là nó chắc chắn nó sẽ có là 1 và 225. Các em lưu ý nha, liệt kê tập hợp thì mình đã học rồi là không nhất thiết phải theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Em liệt kê lộn xộn tùy ý, điều vị trí tùy ý, miễn sao nó đầy đủ các phần tử trong tập hợp là được rồi. Đầu tiên là mình có 1 và 9 nó đầu tiên. Tiếp theo là các thừa số ở trong này 3, 5. Rồi. Rồi tiếp theo là cô lấy hai số cô nhân lại với nhau nha. 3 nhân cho 3 là bằng 9. Rồi 3 nhân cho 5 là 15. Rồi 3 nhân 5 đi nữa thì cũng 15, trùng rồi. Cô không viết lại nữa. Mình nhân cho 3 xong rồi, bây giờ mình tiếp tục. Anh này 3 nhân cho 5, rồi 3 nhân 5 nữa nó cũng trùng rồi. Mình đã nhân xong rồi, bây giờ tới nhân cho 5. 5 nhân cho 5 là bằng 25. Rồi được chưa? Mình nhân xong hai số với nhau rồi, bây giờ mình nhân 3 số. Cô lấy 3 nhân 3 nhân 5. 3 nhân 3 nhân 5 là 9 nhân 5 là 45. Rồi 3 nhân cho 3 nhân 5 này nữa thì nó trùng. Rồi thì bây giờ em cô nhân 3 xong rồi, bên 3 bên này thì nó cũng tới lượt số 3 này. 3 nhân cho 5 nhân cho 5, 3 nhân 5 nhân 5 là được bao nhiêu em? 15 nhân 5 là 75. Rồi hết chưa, còn nữa không? 3 nhân 5 nhân 5 hết rồi các em. Bây giờ hết rồi thì cô sẽ nhân 3 số của nhân rồi, bây giờ cô nhân 4 số. 3 nhân 3 nhân 5 nhân 5 chính là cái anh này, 225 cô đã viết rồi. Đủ rồi thì các em đóng ngoặc lại. Các em có thể thử lại nha. 1 nhân 225 bằng 225 nè. 3 nhân 75 là 225. 5 nhân 45 là 225.
9 nhân 25 là 225. 15 nhân 15 là 225. À, đúng rồi. Các em hiểu cái cách làm này chưa các em? Các em phân tích ra thừa số nguyên tố rồi các em viết tập hợp ước của nó ra. Thì quy luật là thứ nhất là nó sẽ có là các ước là đầu tiên là có một và chính nó đó là chắc chắn có rồi. Tiếp theo là từng thừa số trong cái tích này là ước của nó, em viết ra. Rồi sau đó em lần lượt em nhân hai số, em nhân hơi hết rồi thì em nhân ba số rồi tới bốn số. Câu C. Ở đây mình có số là 210. Chia cho 2 đầu tiên các em. 210 chia cho 2 là cô được 105. 105 thì không chia hết cho 2 mà nó chia hết cho 3 các em. 105 chia 3 là cô được 35. Ở đây cô có 35 chia hết cho 5 này. Tiếp theo chia cho 5 là được 7. 7 chia cho 7 bằng 1. Rồi. Cô viết lại nha, 210 sẽ bằng 2 nhân cho 3 nhân 5 nhân 7. Được chưa? Em đã phân tích ra thừa số nguyên tố rồi. Giờ em tìm tập hợp ước của 210. Em liệt kê ra em viết ra 1 210. Cô có thể viết đầu tiên được không? Để chắc ăn. Tiếp theo là từng thừa số trong ký tích này là ước của nó. 2 3 5 7. Rồi. Rồi cô sẽ nhân lần lượt nhân hai số với nhau. 2 nhân cho 3 là bằng 6. 2 nhân cho 5 là 10. 2 nhân cho 7 là 14. Rồi cô nhân hết anh 2 rồi, bây giờ cô tới nhân số 3. 3 nhân cho 5 là 15. 3 nhân cho 7 là 21. 3 cô nhân xong rồi, giờ tới 5. 5 thì nhân cho 7 là 35. Mình nhân xong rồi thì em che lại này, 5 nhân cho 7 là 35. Rồi em hết chưa? Mình nhân hai số hết rồi thì giờ em nhân ba số. 2 nhân ba số thì đầu tiên em che cái số ngoài cùng trước đây. Em che số này, em có 2 nhân 3 nhân 5 bao nhiêu? 2 nhân 3 nhân 5 là 6 nhân 5 là 30. Em viết vào đây 30. Hết rồi đúng không? Rồi tiếp theo là em che con số tiếp theo là che số 5. Của che số 5 này đi. Thì còn lại là 2 nhân 3 nhân cho 7 là 6 nhân 7 là 42. Em viết vô đây. Rồi. Tiếp theo em che con số 3 trong này, che từ ngoài vào. Che số 3 này thì còn lại là 2 nhân 5 nhân 7. 2 nhân 5 nhân 7 là 70. Rồi em che số 3 rồi em nhân xong thì em tiếp theo che số 2. Còn lại là 3 nhân 5 nhân 7. 3 nhân 5 nhân 7 bằng bao nhiêu? Là 105. Rồi, nhân hết rồi đúng không? Thì em nhân 3 số xong rồi thì em nhân 4 số. 4 số là 2 nhân 3 nhân 5 nhân 7 là chính là bằng 210 đây. Em đã viết rồi, không viết lại nữa. Hết rồi thì đóng lại. Được chưa? Em có thể kiểm tra nha. 1 nhân 210 là 210. 2 nhân 105 là 210. 3 nhân cho 70 là 210. 5 nhân cho 42 là 201 nè. 7 nhân 30 là 201. 6 nhân cho 35 là 201. 10 nhân 21 là 201. 14 nhân 15 là bằng 201. Đủ chưa đúng không? Đủ các cặp rồi đúng không? Rồi. Cuối cùng, câu D là ta có là số 242. Đầu tiên cô sẽ chia cho 2. 242 chia cho 2 là được 121. 121 thì không chia hết cho 2, cũng không chia cho 3. Không chia cho 5.
Ở đây cô có 121, nó sẽ chia hết cho 11 các em. 121 chia 11 là được 11. 11 chia 11 luôn, còn lại 1. Cô sẽ viết lại nha, 242 sẽ bằng 2 nhân 11 nhân 11 là bằng 2 nhân 11 mũ 2. Đúng chưa các em? Rồi giờ các em tìm ước của 242. Liệt kê tập hợp ước nó ra gồm những số nào? Đầu tiên cô có là 1 và 242. Tiếp theo là từng thừa số trong này, 2, 11. Rồi giờ cô lấy hai số cô nhân lại với nhau. Đầu tiên nha, 2 nhân 11 là 22. Rồi 2 nhân 11 đây nữa cũng bằng 22 trùng, cô không viết lại nữa. Hai cô nhân xong rồi, giờ tới 11. 11 nhân 11 là 121. Rồi hai số thì hết rồi, giờ tới ba số. 2 nhân 11 nhân 11 là ra anh này, cô đã viết rồi, cô không viết lại nữa. Hết rồi thì đóng mặt lại các em. Các em có thể thử lại nha. 1 nhân 242 bằng 242. 2 nhân 121 là 242. 11 nhân 22 là 242. Tiếp theo là bài số 7. Cho số A bằng 2 mũ 3 nhân 3 mũ 2 nhân 7. Hỏi trong các số 4, 7, 9, 21, 3, 24, 34, 49, số nào là ước của A? Rồi, thì số nào là ước của A thì em kiểm tra A nó có chia hết những số này không? Nếu nó chia hết thì số đó là ước của A. Cô viết lại cái A, biểu thức A nha. A là bằng 2 mũ 3 nhân 3 mũ 2 nhân 7. Rồi ở đây cô có thể tách ra, phân tích ra 2 mũ 3 là bằng 2 nhân 2 nhân 2 đúng không? 3 mũ 2 chính là 3 nhân 3. Cô phân tích ra để các em dễ thấy nha. Thì ở đây là em thấy là đầu tiên em kiểm tra số 4. A có chia hết cho 4 không? Ở đây ta có là 2 nhân 2 là bằng 4 nên các em. Thì A nó chia hết cho 4. Rồi A chia hết cho 4. Tiếp theo 7. A có chia hết cho 7 không? Ở đây mình có thừa số là số 7 này, cho nên A nó cũng chia hết cho 7. Rồi 9. Ở đây mình có 3 x 3 là bằng 9 nè các em. 3 x 3 bằng 9 cho nên là A nó cũng chia hết cho 9. Rồi. Tiếp theo là 21. Thì em thấy ở đây em có là 3 x 7 bằng 21 này. Trong cái tích này nó có thừa số là 2 chia hết 21 này cho nên là A nó cũng chia hết cho 21. Rồi, tiếp theo là ta kiểm tra thử số 24. A có chia hết 24 không? Ở đây em nhân 4 số này lại với nhau các em. 2 x 2 x 2 là 8. 8 nhân cho 3 là bằng 24 này. Đó, em có cái thừa số là 24 này cho nên là A chia hết cho 24 luôn. Các em hiểu cách làm chưa? Rồi, tiếp theo em kiểm tra số 34. A có chia hết 34 không? Em thấy là 34 là bằng 2 nhân 17. Đúng không? 34 bằng 2 nhân 17. Thì em thấy trong này có thừa số nào là 17 không? Không có. Cho nên A không chia hết cho 34. A không chia hết 34. Đúng không? Tiếp theo là 49. 49 là bằng 7 nhân cho 7. Mà ở đây mình chỉ có một thừa số là 7 thôi, cho nên là A không chia hết cho 49. Đúng không? Em phải cần hai số 7 nhân lại với nhau thì A mới chia hết cho 49. Mà ở đây mình chỉ có một thừa số là 7 thôi, cho nên A không chia hết 49. Rồi thì em coi thử là
A chia hết những số nào thì số đó là ước của A kết luận ra. Vậy ước của A là các số, rồi em viết ra 4 7 9 21 24, rồi 3 4 4 9, không phải, được chưa? Thì cái em trình bày như thế này là bài làm của em hoàn chỉnh nha. Các em sang bài cuối cùng, các em đọc đề nha. Bình dùng một khay hình vuông cạnh 60 cm để xếp bánh chưng. Mỗi chiếc bánh chưng hình vuông có cạnh là 15 cm. Hỏi Bình có thể dùng những chiếc bánh chưng để xếp vừa khít vào khay này không? Giải thích. Thì để biết được là Bình có thể dùng những chiếc bánh chưng này để xếp vừa khít vào khay không thì em coi thử là 60 này nó có chia hết cho 15 không? Đúng không? Mình có 60 chia hết cho 15 này. 60 chia 15 được 4. Cho nên kết luận được là Bình có thể xếp vừa khít vào khay. Cô có thể vẽ minh họa đây, vẽ cái hình ra để các em dễ nhìn nha. Hình vuông. Cái khay này cô có là hình vuông. Hình vuông là bốn cạnh bằng nhau các em. 60 60. Cô có bốn cạnh bằng nhau. Thì mỗi chiếc bánh chưng cũng có hình, cũng là hình vuông và có cạnh là 15 cm. Ở đây cô có đây, cô có mỗi cái bánh chưng có cạnh là 15 cm, 15 15, đúng chưa? Rồi thì cô xếp vào cái hình vuông này. Rồi, xếp được nha các em. Mỗi hàng sẽ có 4 cái. Mỗi hàng sẽ xếp được 4 cái và mỗi cột cũng 4 cái. Tổng cộng là ta có bao nhiêu cái các em? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tổng cộng em xếp được vào cái khay này 16 cái bánh chưng. Cạnh là 15 cm. Thì ở đây bây giờ mình trình bày như thế nào? Các em giải nha. Đầu tiên các em giải thích ra ta có hoặc là vì 60 chia hết cho 15 nên kết luận ra Bình có thể xếp những chiếc bánh chưng vừa khít vào khay đó. Nên Bình có thể xếp những chiếc bánh chưng vừa khít vào khay và mỗi cột, mỗi hàng có bao nhiêu cái em? Mỗi hàng sẽ có, em lấy 60 em chia 15 là bằng 4 cái. Mỗi hàng 4 cái và mỗi cột có bao nhiêu cái? Mỗi cột cũng là 60 chia 15 luôn các em. Hình vuông thì các cạnh nó đều bằng nhau hết. Mỗi cột cũng có là 60 chia 15 bằng 4 cái. Thì các em nhìn vào cái hình này, mỗi hàng là 4 cái và mỗi cột cũng là 4 cái. Thì tổng cộng mình xếp vào cái khay này là 16 cái. Rồi, thì trình bày thì tới đây là được rồi các em. Để em đã trả lời cái câu hỏi của bài toán yêu cầu rồi. Các em đọc, em có biết ở phần cái ô màu vàng nha. Để tính số các ước của một số tự nhiên n, n lớn hơn 1, ta phân tích số n ra thừa số nguyên tố. Các em quay lại cái bài toán mà bài số 6 rồi các em. Đây, phân tích một số ra thừa số nguyên tố rồi sau đó tìm tập hợp các ước của mỗi số. Đây. Thì để tính được số ước của một số
tự nhiên. Thì đầu tiên em phân tích ra thử số nguyên tố. Rồi nếu mà n bằng a mũ m thì n sẽ có m cộng mũ ước, em lấy số mũ em cộng cho 1. Rồi các em, vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các em 8 bài tập ở đây. Thì các em đọc ở trong cái bảng màu vàng này, em có biết để tính số các ước của một số tự nhiên n lớn hơn 1, ta phân tích số n ra thừa số nguyên tố. Nếu n bằng a mũ m thì n có m cộng mũ ước, em lấy số mũ em cộng cho 1. Trường hợp thứ hai, nếu n bằng a mũ m nhân cho b mũ k thì n có, em lấy các số mũ em cộng cho 1 rồi em nhân lại với nhau, m cộng 1 nhân cho k cộng 1 ước. Đây chính là số ước nha các em, số ước. Nếu n bằng a mũ m nhân b mũ k nhân c mũ h thì n có, cũng tương tự thì em lấy các số mũ cộng cho 1 rồi nhân lại với nhau ra số ước. Hãy áp dụng cho một số tự nhiên cụ thể xem cách tính trên có đúng không. Nhớ đây, em quay lại bài số 6 đi. Bài số 6 yêu cầu phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số đây. Ví dụ 30 cô phân tích ra được là 2 x 3 x 5. Rồi, thì ở đây để biết được 30 có bao nhiêu ước, 2 chính là 2 mũ 1 các em, 3 là 3 mũ 1, 5 mũ 1 đây. Thì để tính số ước của 30 em lấy là số mũ em cộng lại, số mũ cộng 1 rồi nhân lại với nhau. Cô có là 1 cộng cho 1, 1 cộng 1, nhân cho 1 cộng 1, nhân cho 1 cộng 1 bằng 3 x 3 x 3 là bằng 9. Đúng không? À, sorry các em, 2 x 2 x 2 là 8. Nghĩa là 30 có 8 ước. Rồi em kiểm tra thử là em liệt kê đủ 8 ước không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đủ 8 ước là em đã liệt kê đúng rồi đó. Tiếp theo cô B, ví dụ cô B ở đây, cô phân tích ra được là 225 bằng 3 mũ 2 nhân cho 5 mũ 2. Rồi để biết được 225 có bao nhiêu ước, cô lấy số mũ cộng cho 1 rồi nhân lại với nhau. Từng số mũ cộng 1 rồi nhân lại với nhau, 2 cộng 1 nhân cho 2 cộng 1 là bằng bao nhiêu các em? 3 x 3 là bằng 9, là 225 nó có 9 ước. Rồi em kiểm tra thử là em liệt kê đủ 9 ước chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đủ 9 ước. Giả sử em liệt kê có 8 ước trong này thì em để biết được là em đã liệt kê đủ chưa, em có thể dùng tính ngoài nháp cái cách tính này nè, dùng cái công thức này để tính số ước, em ra là có 9 ước thì nghĩa là em đã bị sót một ước rồi. Em kiểm tra thử em sót số nào đó, em hiểu chưa? Thì cái công thức này em nên nhớ nha, thì nó cũng đơn giản thôi, em phân tích ra thừa số nguyên tố rồi để biết được nó có bao nhiêu ước thì em lấy số mũ, từng số mũ cộng cho 1 rồi nhân lại với nhau. Rồi cô kết thúc video ở đây nha các em. Nếu có chỗ nào các em chưa rõ hoặc là có câu hỏi nào các em cứ để lại comment cho cô nha. Rồi, chúc các em học tập thật tốt, cô chào tạm biệt các em.